xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay em lại tiếp tục đi đánh cá này. Hôm nay mới mua được 3 cái lưới bắt quái mới này. Trước cái lưới bắt quái bé quá là không đánh được. Đây. Em chuẩn bị cái bếp than hoa này là thằng cu em đang đó anh em nhá. Đốt lửa lương luôn. Đây. Hai cái bánh mì này để đánh cá mọi người ạ. Giờ sẽ xé hai cái bánh mì này ra. Để em bỏ đây. Đây chú cắt ra cho vào đây để xuống kia thả. Sông nước đây. Sông này thì nó rút rồi mọi người ạ. Em đang ở chỗ khung cảnh này cũng tuyệt vời. Nơi chiều tầm này cũng chiều tối rồi, 5 giờ rồi nhưng mà trời trở đông, nó mặt trời xuống nhanh lắm. Em đang định đánh cá lại, có quả thuyền to này chạy qua này, không biết là có cá mú gì không nhỉ. Thì lội nước, trời lội nước thì sao, sắn quần lên những gì đây. Rồi thằng cu em đang trăng lưới bắt quá nhá. Lưới này là lưới 12 cửa, buộc cái thắt cái ở dưới đáy vào. Đây là lưới mà em đã buộc xong, bây giờ sẽ thả đây ba cái quả bắt quái này. Đấy, lửa đã đổ sẵn rồi, chỉ cho ăn thôi. Giờ em với thằng cu này sẽ xuống đánh nhá. Thôi tuyệt vời đây, giờ có cá này ăn này, nổi lửa trước khi đặt vó. Đây nhiều cá mương á, được mấy con cá mương nướng thì thôi rồi. Đây chỉ cần chìm cái vó là được rồi. Đặt được không? Đây hai cái em với thằng cu rồi đã đặt nhé. Ừ, đây to quá này. Đây thằng cóc rồi. Đưa rồi, con này con gì có bắt ăn không? Cóc à? Đây. Chết rồi sao? Nó vừa chạy từ trên bờ xuống thì chết. Cóc quay ơi kìa. Đấy cái cọc này. Ấy chứ. Ấy kìa. Bắt đi. Ấy phải không? Này phía tít xa xa kia toàn đủ núi rồi. Đấy. Anh em chúng tôi đã đặt ba lưới bắt quái ở đây rồi. Từ giờ đến đêm là ra nhất thôi. Bây giờ sẽ lên nướng cá mọi người ạ. Vâng. Giờ trời tối thui mọi người ạ. Đây. Mấy anh em chúng tôi bây giờ đang lưới con cá rô phi này. Con cá này thì lúc đấy có một bá bán hàng qua đây thì anh em chúng em đã mua con này để nướng. Còn thì mấy cái vó em vẫn đặt ở dưới bờ sông kia. Đấy. Bây giờ em sẽ xuống dưới kia xem là nó có con gì mắc chưa nhá. Đấy, lúc em đặt cái chỗ toàn bùn thôi, lội thụt đứng ở đầu gối mà lại không có con gì. Đấy, còn mỗi con ếch thôi nhưng mà thôi, em không ăn con ếch đấy là bỏ qua. Bánh mì nó nổi lình phình ra khó ấy á. Ở đây cá đấy, cá này là cá gì đấy? Ôi cá dọn bé, con thua gì rồi. À, cá dọn bé mọi người. Bao giờ lắm cá dọn bẻ thế nhỉ, ngày xưa không có đâu. Đây và tiếp tục kiếm sẽ nhấc cái này lên xem là có con gì trong đây rồi để con nướng cùng với con cá kia. Nếu không có thì em sẽ đặt thâu đêm thôi. Cái này thì không có con gì rồi. Tiếp theo nữa là em sẽ nhấc cái vó kia tiếp. Lưới bắt quái phải đánh cái chỗ nào nhiều cá thì nó mới được chứ. Cái chỗ mà ít cá quá thì nó lại không thấm thoát vào đâu cả. Đây. Ở đây.
cá mương đây mọi người, đây một con đây. Mỗi cái này dính một con cá mương luôn. Vâng, đây là cá của anh em chúng tôi nhé. Một con cá đựng dài nguyên một cái bếp luôn. Cánh tay của em là 23 cm mà không hết được con cá này. Đấy, sông nước nó vẫn ở đây đây. Đèn giờ khuya đây mọi người. Cảnh đêm giờ khuya đây. Đây là cái chỗ mua đất thôi. Thanh niên vẫn rất cứ nướng cái này để từ từ nó tự chín thôi. Nếu mà có quả cần câu đây nữa là tuyệt vời đấy. Nó không có đâu. Đây. Cá này là một bao thuốc để dành riêng thằng cu em này phục vụ nó tận nhiệt tình để nướng cá. Đây, em cứ để đây để cho nó chín dần dần nhé. Cá này nướng thì không bỏ vỏ đâu. Để nó cháy cái vỏ đi thì sau này bóc cái vỏ ra ăn được, chứ giờ mình bóc vỏ đi thì nướng thịt nó sẽ dính vào cái đây cũng gần như là chín rồi. Đấy. Cái em để cái vảy đây để cho nó cháy. Không, nếu mà không có vảy thì mình phải dùng giấy bạc thôi mọi người. Cá nướng này nó đã dính hết cả những cái miếng tấm sắt bên dưới này nhá. Thằng Điền này đói chưa? Đói đấy. Đói chưa? À rồi. Đây hai chai nước đây. Từ tối đến giờ đói khát quá nên là mua hai chai này uống tạm thôi mọi người. Này, còn cái cây này của em đang để đây để chiếu sáng. Này ăn trực tiếp đây mới lại pha nước chấm thôi. Vắt chanh quất và là đánh chén luôn. Thử khoái một tí. Đấy mọi người thấy không? Ẩm thực bờ sông nhá. Này. Sông nước thì vẫn cứ đang miên man này. Quay sông cho mọi người xem. Đấy, kia là ánh đèn bên sông kìa. Còn bên trên kia là cầu Sương Giang mọi người ạ. Trước khi em lướng cá thì câu được con cá trôi lướng ở dưới gầm cầu đi về cái phía đằng dưới kia. Tức là qua cầu dưới kia mọi người ạ. Đây hôm nay em ở dưới này. Phía dưới này là cái này là cái bãi mua đá để người ta đỗ thuyền đây ấy. Người ta có cái cọc dây người ta buộc thuyền để cho đỡ trôi. Thanh niên đang làm được chấm. Hôm em đi bắt ốc nướng thì chờ bếp mãi nó không về nên là không có bếp để nướng, mấy con ốc biêu em bắt thì nó đã chết mất rồi. Có thể em sẽ đi bắt ốc biêu là món ốc nướng sau mọi người ạ. Này em sẽ trưng dụng để nướng nhiều thứ đó. Bây giờ mùa đông sắp tới rồi, ngô là có, khoai có, là em đi tìm được là em sẽ sử dụng cái bếp này để nướng luôn. Đấy, khoai nướng giấy bạc. Cái trước hôm nọ em có về nhà thấy mọi người nướng cái quả nem nướng ấy, cuốn giấy bạc ngon lắm. Mỡ chảy ra. Ăn phê cực luôn. Hôm nào em sẽ review cái món nem chua nướng cuốn giấy bạc nhé mọi người. Đúa quanh đâu, làm cái hai người ăn. Đây đồ đạc em chuẩn bị đây, kia một chai rượu. Ở đây cái túi này, tất cả cái túi vàng ấy. Vâng, cá đã chín rồi mọi người ạ. Cháy xèo xèo mọi người. Giờ em sẽ đánh chén món cá này. Thanh niên ăn thử cái xem là món cá rô phi đơn tính nướng có ngon không. Mời mọi người nhá. Ăn được không? Rất ngon. Rồi. Em làm miếng vậy, thanh niên đã làm rồi. Giờ em phải làm thôi. Rồi, ăn tại đây nó nóng này mới ngon này. Chứ giờ bưng xuống là nó không còn nóng nữa. Giờ em chuẩn bị hai đũa này. Hôm trước em nướng cá thì không có chuẩn bị đũa, bốc nóng quá. Đi cùng anh thổ dân, anh bảo không cần đũa đâu. Thì em không cần đũa. Giờ em chấm cái mắm muối ớt này nhé. Mọi người, mời mọi người ăn với em cá rô phi nướng. Ngọt ghê, bóc bóc vậy. Ăn nhanh thì không bên dưới nó cháy ấy. Đây cái này nó hơi cháy một tí này. Nhưng cái này chỉ là cái da thôi. Mình bóc mình vứt đi. Tí nữa vứt vào cái lưới bắt quái kia là sáng mai em ra nhấc sớm xem có cá không. Cá thì em có được cá thì em nướng tiếp. Đấy, tranh thủ mình tận dụng những cái đồ này để mình bắt cá, chứ bánh mì nó nổi lờ phèo cá lại không vào. Có này cháy thơm này thì bắt cá là được. Rồi, ra em bỏ ra đây. Ăn đi, ăn đi. Ăn cái chỗ thịt nhiều à. Đấy. À, mọi người nhá. Rồi.
dạo này dịch cả Covid các kiểu nên là em cũng không thể nào bỏ khẩu trang ra được. Và ra đây không có ai đâu, giữa bờ sông này. Nhưng mà mình cũng phải tuân thủ phòng chống dịch Covid của quốc gia không ạ? Để dịch ở đây lan là cũng ảnh hưởng lắm. Nhưng mà mình cứ tuân thủ và tuân thủ thôi. Béo ha. Ngon. Cay lắm nhỉ. Cấm này cái cay ăn mà đóng nữa là mình không cay nữa. Ý về là anh em làm gói mì tôm ăn đỡ đâu, để cho đỡ đói sống qua ngày. Chứ có cá đây ăn là tuyệt vời rồi. Tiếp tục ăn nhé mọi người. Đây, thịt trắng phau này. Nướng này nướng than hoa không khói nên là nướng không có khói đâu người ạ. Vừa chẳng qua là nó cháy cái cá, nó bốc khói ra thôi người. Chứ mình nướng mà cao cao một chút là nó không cháy thì không có khói đâu. Ăn ớt không? Ăn bún bún miếng ớt này cay quá. Ăn mạnh lên, ăn liên tục lên. Đang nóng rồi. À, tiếp tục ăn nha mọi người. Cá rô phi này cá người ta nuôi thôi mọi người ạ. Chứ ở sông thì không có cá này đâu. Cá này thì không xương răm, được cái là cứ thế là ăn thôi. Chứ con cá trôi hôm nọ câu được ở sông thì nó ngon thật nhưng mà nhiều xương răm lắm. Cái này nướng thì cứ thế là ăn thôi, không phải suy nghĩ gì xương cộ gì cả. Đây là một trong những dòng cá hiếm hoi không có xương răm mọi người ạ. Cá sông thì có những loại cá chê, cá nheo, thạch chấu thì cũng không có xương răm đâu mọi người. Đấy, ăn loại này thì không phải nhằn. Mà cá nướng này nếu mà có xương răm ấy thì nó cũng cháy hết rồi. Mình ăn thoải mái nên là không cần phải suy nghĩ mọi người ạ. Xin. Giờ cho là không, nó nát chớt hết là cho ra được. Đây cá mọi người. Tiếp tục ăn nhé. Ngon. Các mẹ thì nước biển này. Thật đi không? Cá cháy khói quá nên là bây giờ nó có cháy đang xì rồi. Ui, cháy thật rồi mọi người ạ. Bảo sao nó khói thế. Mải ăn quá. Ăn chưa hết nửa con mà nó thế này đây. Ôi, khói mù mịt luôn. Sợ thật. Ăn đang ngon. Cảm thấy nó khét khét. Này, cái kẹo đây. Nước bạn đổ nó vào nhá. Ha? Đổ nước cho thắt nhá. Thôi kệ nó. Cho nó ấm. Rồi bờ sông nó lạnh. Này. Cháy quá mọi người ạ. Ăn không kịp hết nửa nó đã cháy rồi. Nên là phải đổi đầu. Thì ăn đi. Rồi, đỡ bớt khói bao nhiêu rồi nhỉ? Em sợ cháy hết bình thường dưới. Giờ xã hội này thì không tin tưởng được ai đâu mọi người. Đấy, mùa đông này bỏ xuống ngay cái này nó lạnh ngay được. Cá uống hết làm tí rượu. Uống đi. Được tí rượu nó tanh. Tanh quá mọi người. Cứ cắt cái cuống đấy mình lại buộc cái đầu chai cắt cái cuống này là thành hai cái rồi. Nào, anh em mình ra đoàn cái. Hai đoàn cái nhỉ. Mời anh em nhá. Mời mọi người nhá. Ra đoàn đây. Cộc cái cho nó tình cảm đi lên. Mời mọi người nhá. Rỉa hết chỗ này thôi cũng về nhỉ. Ăn miếng ớt nữa. Ăn ớt đây. Ở trong cái ớt nhà ấy. Có để mua hay là lấy đâu đây? Bà từ nhà đi mà. Bật nhà đi. Tủ lạnh còn đầy. Quấn túi bóng vào không? Để được lâu được. Ừ, túi bóng á. Nó để cả tháng không phải. Sau này những ngày chủ nhật nghỉ mọi người có đi chơi ra ngoại. Có một cái bếp này mới lại đi mua con cá, có thể là ra sông ra xuôi đánh cá hoặc là đi ngắm cảnh thì mang cái bếp này, mang cá, mang cái đồ thịt gà hay là xúc xích gì đấy đi nướng thì vừa nướng vừa đi chơi.
rất ngon đấy, hoặc là nướng gà hoặc là nướng thịt ấy theo cái kiểu dân tộc của Nùng ấy cũng rất là hay nhá. Cắm miếng thịt vào xong mình đi chơi về là lật đầu chỉ với ăn thôi đấy, đi câu cá như em đi ra ngoại này có cái kiểu nướng dân tộc Nùng mới là rất tuyệt vời đấy, bố em vừa rồi mới lại mách cho em biết cái kiểu nướng đấy chứ em chưa biết. Thanh niên này uống cái cốc kia nhìn như rượu sâm banh luôn. Bắt đầu đi, bắt đầu ăn đi. Cái này cũng cho ớt vào bụng phải không? Không biết vị gì nhỉ. Uống nữa à? Hết cốc này là thôi đó, chứ không uống nhiều mọi người ạ. Thanh niên cắt nó có khớp này, uống nó rồi. Rồi. Đâu vậy? Ui, vẫn được. Cháy khói luôn. Cháy này vẫn chưa cháy thịt đâu. Ừ, nó cháy ấy thôi. Ăn đi, ăn đi, không có nguội mất, không ngon đâu. Rồi, cái bát nước chấm giữa để anh em chấm một tiện. Với xà quá. Và có bát nước chấm ông anh ấy thu vào lòng ăn mình. Ăn như rừng núi luôn, béo ghê nhỉ. Mà mỡ mà ngon. Đấy là mình còn chưa cho tí mỡ nào vào đây ấy. Khuyết mỡ bên ngoài chắc là không cháy thế đâu mọi người ạ. Sau em nướng em sẽ mang một lọ dầu đi em quyết cho nó đỡ cháy. Cá cháy này thôi, cháy vỏ bên ngoài nhưng mà thịt bên trong không cháy đâu. Cháy này mình bóc cái vỏ đi ăn mới ngon mọi người ạ. Chứ nó mà không cháy khả năng lại không ngon. Mình có nướng liên tục thì mình mới biết là kiểu nướng của nó cháy không sao, nhưng mà nướng này mà nướng lửa mà cháy là hỏng ăn đấy mọi người ạ. Không thể ăn được đâu. Ớt này cũng vẻ không cay lắm nhỉ. Ớt thóc à? Em làm miếng ớt thóc em thế nào? Anh mới bảo cay quá. Đâu. Nó cũng cay thật. Nhưng mà chấm này nếu mà không ăn phải ớt thì không cay, nhưng ăn miếng ớt vào nó mới cay. Miếng ớt này. Ớt rồi, em ăn thử nào. Chảy nước mắt không? Quá ngon. Tóc còn xoăn nữa thành điển. Ớt ta ấy, ớt ta ngâm măng hay ngâm tỏi rất thơm luôn. Ớt ngâm tỏi đúng rồi, tỏi ngâm ấy, tỏi ngâm là tuyệt vời đấy. Đấy là ớt thông ấy, ngâm là chuẩn. Chỉ cần tỏi ớt thôi là làm cái đấy để chấm thì ngọt. Nếu tỏi ngâm ăn còn hơn cả măng ấy, thì mình làm bớt chấm thơm cực luôn. Thôi em lại tiếp tục ăn cho hết con cá đi, tại vì là bỏ xuống khỏi bếp là nó nguội, không ăn nhanh là nó sẽ tanh. Mời mọi người ăn tiếp với em một miếng cá nữa nhé. Thôi, anh em rỉa lốt chỗ này là về thôi mọi người ạ. Đây, còn lại đầu là cho xuống lưới bắt quái. Rồi, thành viên uống mấy chén rượu khả năng cũng rủ phết đấy. Rủ gì, tỉnh lắm. Uống cốc đấy ăn thua gì. Thôi ăn hết chỗ này về thôi nhỉ. Xin chào mọi người nhá. Mọi người thấy anh em làm video hay, mọi người thấy chia sẻ đăng ký. Giờ em sẽ ăn lốt một miếng cá nữa. Đấy, cá rất ngon này. Cá giờ đã ngon toàn xương thôi. Sau khi ăn một lúc đây, em sẽ ăn nốt chỗ cá này và sẽ xin kết thúc video tại đây nhé mọi người. Này, mời mọi người miếng cá cuối nha. Lúc đầu bữa ra thì ngon nhưng mà cuối bữa thì mình ăn nhiều rồi nên là nó sẽ không ngon bằng lúc đầu nữa. Nếu thấy video của em hay thì hãy cho em xin một like và đăng ký nhé. Bây giờ em xin được tạm dừng video ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé.